chiếc xe lữ khách 24 giờ đang trên đường đón hai nghệ sĩ. Nghệ sĩ nào sẽ đồng hành cùng khán giả trong chương trình lần này? Chà, ăn mặc nổi như thế này thì ai mà không nhận ra chứ? Tính là một nữ khách điệu đà không xong, cô nàng dường như nhận ra chiếc đầm vàng đang biểu tình giữa tiết trời se lạnh vào buổi sớm. Và để xem bộ cánh mới này có giúp cô nàng tự tin hơn không? Nhắc tới Hoàng Điệp, không ai không nghĩ đến những cái đầu tiên. Cô gái Việt Nam đầu tiên đạt danh hiệu Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế 2009. Và bây giờ, lữ khách 24 giờ xin chào đón siêu mẫu đầu tiên đến với chương trình. Hy vọng Hoàng Điệp sẽ có những trải nghiệm thú vị chỉ duy nhất có ở chương trình lữ khách 24 giờ. Hoàng Điệp rất cảm ơn chương trình, bởi vì chương trình đã mời Hoàng Điệp tham gia vào một cái chương trình rất là bổ ích. Bởi vì thật sự là nếu như mà có nhiều tiền bỏ ra không thể nào mua được những giây phút thực tế như vậy. Mình hãy chơi hết mình trong 24 giờ này. Chuẩn bị rất kỹ cho chuyến đi. Cô diễn viên Cát Tường rõ ràng là người rất chu đáo. Để tăng lực, một tiếp kem chống nắng, một cái nón kết, một cái kiếm. Không có khẩu trang, định đen. Nữ hoàng đang chăm sóc cho sắc đẹp của mình. Đôi dép, cảm thấy đem đôi dép là đúng rồi. Mình mang dài bít cái mũi đau quá. Một lát nữa mình sẽ mang dép. Một ổ bánh mì con cua mà mình đã ăn hết nửa ổ trên máy bay rồi. Còn nửa ổ. Tính dục, nhưng mà nghĩ là phải cất. Biết đâu trong lúc đói khổ, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Còn Hoàng Điệp thì hành lý của Điệp đây hay là một số một quần áo và những cái món quà tặng để dành cho chồng mình. Ví dụ như là mà cái nhà mà Điệp ở mà có con gái thì sẽ tặng cho cô Điệp những cái này. Biết đâu mình gặp một anh chàng đẹp trai cái mình ngẫu hứng mình làm một bài thơ mình tặng ảnh chẳng hạn. Mình gặp một bà mẹ già, cái mình ôm mẹ, mình hôn mẹ một cái, mình tặng cho mẹ bài mừng tuổi mẹ. Nhưng mà theo quan niệm của chị, người miền Tây sởi lởi hơn người miền Trung. Họ không chẳng cần mình xin nữa, người ta còn mời chị đi quay về miền Tây hay là như mình đứng ở ngoài là vô nhà ngồi nè, cứng vô nhà ngồi cho nó khỏe, rồi bưng nước, bưng đồ ăn rồi ra. Đó là phong cách của người miền Tây. Với những điều vừa chia sẻ, chúng ta có thể thấy cô diễn viên Cát Tường là người đầy kinh nghiệm sống. Tại sao lúc nào anh cũng nghĩ không phải về em? Chẳng lẽ anh không thương em hay sao? Được biết đến với những vai diễn cá tính, Cát Tường đã trở thành một trong những cô đào độc trên màn ảnh. Vậy mà sao Quang không lấy mấy cây xanh trong vườn nhà Quang á, Quang tặng cho em. Nè, ta không có giỡn với mày nghe chưa? Dạ. Dòm kỹ lại coi vậy được chưa? Chị đẹp quá. Chắc chắn Cát Tường sẽ đem đến một luồng không khí mới cho chuyến hành trình thực tế trong suốt 24 giờ. Tôi tên là Cát Tường. Hôm nay tôi rất là vui khi được tham gia vào chương trình Nữ khách 24 giờ. Bởi vì tôi nghĩ rằng khi được tham gia vào chương trình này thì tôi sẽ được cùng với chương trình đi đến được những cái nơi mà từ trước đến nay tôi chưa hề đến. Cũng như là tôi sẽ gặp được những con người, những cái công việc mà tôi chưa từng làm hoặc là chưa từng thấy. Điều này tôi nghĩ là giúp ích rất là nhiều cho cho tôi một cái kinh nghiệm sống. Điều này thì sẽ giúp ích cho cái công việc diễn xuất, cái khả năng diễn xuất của tôi rất là phong phú, càng ngày càng phong phú hơn. Bây giờ thì thử vào vai những người chủ nhà khó tính. Đúng là diễn viên có khác. Ví dụ là chị đang ngủ vậy nè. Chị ơi. Chị. Chị ơi, em ở Sài Gòn mới xuống nhưng mà em không biết đường đi với lại hết tiền rồi. Chị có thể cho em vào nhà ngủ lại đêm nay được không? Rồi. Sài Gòn mới xuống hả? Vâng. Sài Gòn mới xuống mà hết tiền. Tiền xinh thế mà không có tiền. Nhà thì có mấy đứa con nhỏ quậy lắm, em vô anh ngủ không được mô vì nhà chật chội lắm. Em đi qua nhà kể bên tay nhà hàng rộng làm có thể cho nó á. Nhưng mà em rất thích con nít, chị cho em vô nhà được không? Nhưng mà nhà chị chật chội lắm, tắm rửa cho nó ăn ngủ mà anh dậy sớm đi học nữa. Em có thể giúp chị tắm cho mấy đứa nhóc? Thôi không được mô, vì em quen làm kiểu nó mẹ con chuyện khó lắm, hẳn ưa người lạ. Còn người lạ ưa khóc lắm. Em ngoài coi nhà chị kể bến á, chị kể bến nhà chị ở còn mình thôi, qua bên nữa để chị cho nó. Hết cách rồi, vậy thôi mình phải đi xin nhà khác thôi. Đây, đem cái áo khoác mục đích là rủi tối mà không xin được nhà, ngủ bờ, ngủ bụi ngoài đường, lấy có cái mền mà đắp.
đâu ngủ ngoài đường cũng là một cái kỷ niệm. Đó, ý chị là định nói câu đó đó. Bao nhiêu năm nay đi ngủ ở nhà rồi, giờ thử ngủ ngoài đường đêm đi cho có cảm giác, nó về mình diễn hay hơn mà. Có cảm xúc. Chào mừng các bạn đã tham gia chương trình truyền hình thực tế Nữ Khách 24 giờ. Nhiệm vụ của các bạn trong chương trình này là hoàn thành những thử thách được đưa ra. Mỗi thử thách vượt qua, bạn sẽ nhận được một lá cờ chiến thắng. Trong suốt quá trình tham gia, bạn có quyền gọi điện thoại cho bạn bè để được hỗ trợ thông tin. Bây giờ bạn hãy mở phong bì thứ nhất để nhận thử thách đầu tiên. Thời gian thực hiện thử thách đầu tiên là 30 phút và được tính kể từ lúc bạn nhận các sản phẩm phục vụ trong hành trình. Nếu có thời gian quy định mà bạn vẫn chưa hoàn thành thử thách, bạn sẽ phải nói trước ống kính, tôi không vượt qua được. Chúc bạn thành công và có một chuyến trải nghiệm thú vị. Huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận là nơi tụ họp của 16 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc lại có ngôn ngữ văn hóa khác nhau. Chính vì điều đó đã tạo nên cuộc sống đa dạng phong phú nơi đây. Nhắc đến Bắc Bình, không ai không biết đến làng nghề làm gốm truyền thống và những điệu múa người Chăm, được xem là những di sản văn hóa luôn được gìn giữ cho đến ngày nay. Thử thách đầu tiên dành cho Cát Tường là hãy tìm nhà nghệ nhân làm gốm từng biểu diễn ở Nhật Bản tại xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình. Dù cơn mưa rả rích không ngớt từ sớm, có vẻ điều này không làm chùng chân cô gái áo đỏ tràn đầy sinh lực. Thử thách 1 dành cho Điệp. Cô sẽ phải tìm nhà nghệ nhân đánh trống ghi năng đã đạt huy chương vàng tại xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình. Không có vệ sĩ đi theo, người đẹp của chúng ta đang phải tự xoay sở. Là gặp không chú? Rồi con cảm ơn. Chú tặng giùm con với thằng chắc chắc nha chú. Nha. Đợi em... Đi đâu đi chung đường với em. Cát Tường đúng là một cô gái vô cùng lạc quan giữa cơn mưa tầm tã này. Chú này. Dạ, cảm ơn anh. Cô biết nhà bà Hiệu ở đâu? Hiệu làm gốm á. Bác có nhà anh Thành đó em. Dạ. Dạ, nhà của bà Hiệu làm gốm ở đâu anh? Bỏ nhà này. Chạy thật tình luôn nha. Chạy thật tình luôn nha. Hoàng Điệp cũng bắt đầu làm nóng thử thách đầu tiên. Dù gì đi nữa, cũng phải nhắc cô ấy giữ tốc độ an toàn khi mà mặt đường khá trơn vì cơn mưa đầu mùa. Trời, xã Phan Thanh là đâu em? Thì thằng Thờ Cưng, cảm ơn Cưng nha. Dì ơi, cho con hỏi thăm nhà ông Lạc ở đánh đèn guitar ấy gì? Ông ở trên núi hả? Dạ, bây giờ rất là mình chạy thẳng đúng không gì? Xong cầm đi đất đỏ, gỡ phải hay gì? Rồi con cảm ơn gì nhiều nha. Cho chị hỏi thăm đường đất đỏ này ở đâu em? Chỗ nhà ông cụ Lạc ở á, biết không? Để xem Hoàng Điệp có đủ lửa, đủ kiên nhẫn để tiến về con đường phía trước tìm ông cụ Lạc. Ôi con tìm nhà cô dễ quá, cô quá nổi tiếng. Chiếc áo đỏ đã đem lại may mắn cho Cát Tường, hay bởi tinh thần lạc quan đã giúp cô hoàn thành thử thách đầu không mấy khó khăn. Cô mà hình như nếu mình nung quá lửa là nó bị nứt hả cô, hay là nó bị cái màu nó bị tối phải không? Quá lửa nó méo. Dạ. Cái này là mình làm tay hay là có máy không? Con tay. Cô dắt con lên coi cái chỗ mà đất cái đầu tiên mới làm á cô. Chỗ mới làm nè. À. Cô mới quay là làm cho cô quay á. Cái này cô mới làm ngày sáng hả? Còn ướt hả con? Ướt. Cô mấy con cô có ai biết làm không con? Đi học đi hành đi làm việc hết trời, có nghề hết. Là không ai nói nghề hết trơn không? Không, có mình cô. Làm cái này thì lâu ăn lắm, khổ cực lắm, mệt nhọc lắm. Nói vậy nó tính vậy nó làm thà là đi cũng bắn đi mong. Chúc mừng bạn đã Chúc mừng diễn viên Cát Tường đã hoàn thành thử thách đầu tiên. Mắt chỉ có mây, mưa và những con đường đất trải dài. Khả năng chạm vào lá cờ đầu tiên của Điệp dường như đang xa dần. Và đây rồi.
chào dì, em chào anh. Nghe em cưng. Sao chị? Tới chưa? Tới nhà chưa? Em về được nhà người ta rồi. Chị vào được chưa? Chị vào được chưa? Rồi, đang làm gì đó? À, em đang ngồi chơi với lại các ông ở trong nhà em hả? Nãy giờ đã nghe đàn chưa? Dạ chưa. Ủa, ngồi chị có học đàn nghe, ráng học cho giỏi tới nha. Tới nhà của chị lâu chưa? Rồi, tới lâu rồi. Giờ bắt đầu làm gốm nè. Giờ mình coi người ta làm, bắt chước làm theo. À, dạ, vậy là chị tới trước em rồi. Ừ. Rồi vậy nha. Ok. Có gì gọi nha. Ok chị. Chúc mừng bạn đã vượt qua thử thách đầu tiên của chương trình. Cảm ơn anh. Cuối cùng thì mình cũng đã nhận được một lá cờ đầu tiên. Yeah. Chiến thắng đầu tiên cho nữ hoàng sắc đẹp Hoàng Điệp. Chúc mừng cô. Đàn ghi lăng này nó là xuất xứ như thế nào cụ? Nó xuất xứ tất nhiên là của người dân tộc Chăm. Đây là cái trống gì đấy cụ? Trống là Pa Na Nưng. Còn cái trống ghi lăng là trống lớn. Dạ. Trống đánh mùng người. Còn là để mùng tay không. Hồi mà cụ đi thi quốc tế vậy là bao nhiêu người thi vậy cụ? Như vậy là đi đông coi như là đoàn đi á, là nói chung là người Chăm và các dân tộc thiểu số. Thi ở đâu cụ? Thi ở ngoài Hà Nội. Đặc biệt là thi người Chăm có. Dạ. Làm cái trống này khó không cụ? Khó chứ. Cái này là cụ tự làm hả? Làm. Cái này là bằng da bò hả cụ? Cái này là bằng da 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 đỏ, con đỏ, kêu con đỏ đó. Con không biết làm đấy. Mang, nhưng mà không biết, nhưng mà đánh thử bài ha. Dạ. Cái trống này thì dùng vào ngày lễ Tết hay là như thế nào? Cái trống này tất nhiên là dùng cho tất nhiên là các dịp lễ hội. Dạ. Tết của người Chăm là vào ngày nào ông? Là tháng 7 âm lịch. Cúng kính ông bà trong nhà thôi. Không có cúng cũng không có ra ngoài đường. Con cháu từ đâu xa cũng phải về. Còn những cái khăn trên đầu là có ý nghĩa như thế nào không? Cái khăn này tất nhiên là âm là có người tất nhiên là có chức sắc để tôn thờ như là về trên tổ của mình. Con nghe nói cô mới đi Nhật Bản về năm ngoái hả cô? Nhật Bản gì lâu rồi. Đi 96. 96 mà bên này, ồ là mười mấy năm rồi. À. Bởi vì con nghĩ chắc cô đi lúc cô còn trẻ. Cô năm nay cô nhiêu tuổi vậy cô? 71 rồi. 71 là con phải cưa tới bằng bà lẫn. Cô bây giờ chờ chút xíu nữa mình cô làm con coi cô dẫn con lên nhà trước coi mấy cái bằng khen của cô. Tao đó mà kêu. Bỏ mẹ trời luôn. Chứ đeo mấy bản này thôi, còn cái kia nó làm nó điện nó hay đó. Cô đây hả cô? Đúng không phải, cô? Không phải rồi. Cô đây nè. Tao. Nhà mình không có ai theo nghề mà bỏ uổng quá hả cô hả? Chị dẫn em coi cái đồ của mỹ nghệ của chị thôi chị. Sự lưu loát và vui vẻ trong giao tiếp có vẻ là điểm mạnh được Cát Tường tận dụng tối đa. Biết đâu sau chương trình này, khán giả lại có thêm một MC dí dỏm, duyên dáng mang tên Cát Tường. Ý tưởng là mình tự sáng tạo ra luôn hả anh chị? Ta biết ra tới nhà mình ta lấy. Cái này mình không có khuôn được hả? Làm mình không có khuôn được hả chị? Giờ phải ngồi, ví dụ như mình ta đặt về 10 cái là mình phải ngồi mình nặng 10 cái vậy thôi. Mấy cái chi tiết nhỏ nhỏ này nó cũng không có vô khuôn được đâu, nó cũng gãy hết à. Dạ. Cái đất sét này là đất sét gì mà còn cái đất sét của bên cô là đất sét khác nữa hả cô? Khác. Đất này là đất sét ruộng. Ruộng kia là đất sét ở trong lô á. Nhưng mà rồi, ủa rồi nhà của chị có con cái có ai theo có làm này không? Chưa, cũng không luôn. Tại vì nó khó, nhà nước đâu có tiền trợ nhiều. Con chị mấy tuổi? Đó, hai đứa con gái. Nghĩa là cũng phải biết làm đúng không? Tại vì mình không có đeo đũa, không có da lo chứ nhìn biết làm chứ đúng không? Tại vì từ nhỏ là thấy mẹ làm rồi. Giống như con chị ở nhà chị hát hoài, con chị cũng hát hay. Tao nói con nhà nông cũng giống lông cũng giống cánh mà, sao không làm? Ông ơi, con tặng cho ông cái quần bào ấy nè. Cái quần bào con chụp ở Sài Gòn không? Dạ. Điệp ơi, hình như những tấm hình trong tạp chí này khá táo bạo. Con luôn. Đang quay mình đang. Thật tuyệt khi mình đã trải qua thử thách thứ nhất và bây giờ là tới thử thách thứ hai của mình. Đó là bạn hãy học và sử dụng được cùng lúc trống, ghi năng và para nâng hả ông?
sau đó hòa tấu cùng các ban nhạc của nghệ nhân. Thử thách thứ hai dành cho Điệp là hãy học và đánh được trống ghi năng và trống paranưng rồi hòa tấu cùng ban nhạc. Thử thách tiếp theo dành cho bạn là bạn hãy cùng thi đấu với một người cháu của gia đình nghệ nhân trong việc hoàn thành một chiếc nồi gốm kho cá. Chả kho cá. Trời ơi, chơi này cũng nghiệt. Cháu của nghệ nhân người ta phải biết làm rồi. Con chưa có biết làm. À, đất đó là mình đất còn nguyên mới lấy về luôn ha, đất nguyên ha con. Nhưng mà đất đây là mới từ đầu hay là mình đã nhồi rồi? Nhồi nồi bột. Đâu em cho em coi cái mẫu hả chị? Mẻ kho cá là gì đâu chị? Chị thêm kho cá được không hay là cá nằm ở ngoài? Chúng ta có thể thấy rõ sự khác biệt của hai sản phẩm này. Chiếc nồi đất tường làm, không biết nếu đem bán thì có người mua không? Trừ khi cô tự đứng bán và đề chữ ký tên mình trên đó. Thử thách dành cho Điệp cũng không đơn giản chút nào. Quá quen với việc sải bước trên sàn catwalk dưới nền nhạc hiện đại, giờ bỗng dưng phải học đánh hai loại trống mà có khi cô chưa nghe bao giờ. Quả không dễ chút nào. Hãy xem cô gái bản lĩnh này có chinh phục được thử thách. Ok, con đánh để biết rồi, con hiểu rồi. Đẹp rồi. À, 10 điểm. Ngồi đây ra. À, con cảm ơn. Cái này mời không có tốn tiền. Mời đối thủ của mình cho mình xem mặt cái coi mình có sợ không nào. Trời ơi, sợ quá. Sợ. Thử thách thứ hai dành cho Cát Tường, cô phải thi đấu với cháu của nghệ nhân Đinh Thị Hiệu trong việc hoàn thành một chiếc nồi gốm kho cá. Giờ thấy cái tay nặng đất là thấy chuyên nghiệp rồi. Bắt đầu thôi. Cô cháu gái của bà Hiệu đã gặp phải đối thủ đáng gờm rồi đây.
Nào, chúng ta hãy cùng cổ vũ hai thí sinh này nào. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, nhưng nghệ thuật ca múa nhạc dân tộc Chăm như những viên ngọc quý vẫn tồn tại nhờ vào những lễ hội dân gian. Cát Tường có vẻ rất tự tin với sản phẩm của mình. Và đây là phần đánh giá. Bằng đầu nó làm được gì là quá giỏi rồi đó. 8 điểm. Cô này là 7 điểm. Đó. Giờ đó người ta mới làm bằng đầu mà người ta điểm gì là thấy ngon chứ. Còn cái này nó làm được rồi. Chúc mừng Cát Tường đã vượt qua thử thách thứ hai của chương trình. Hoàng Điệp vẫn đang nỗ lực. Một tinh thần nhiệt tình thật đáng khen. Theo cũng đã giành được cờ. Chúc mừng Hoàng Điệp. Ngày hôm nay con rất là vui vì con được đến đây và các ông đã dạy cho con về những tập tục của người Chăm. Ví dụ như là đánh trống này chẳng hạn, và những phong tục sống cũng như là ăn Tết của dân tộc Chăm. Con cảm ơn các ông rất là nhiều. Không phải là người dân tộc Chăm mà con lại ưa thích là tiếng trống Duy Năng, trống là Paranưng của người dân tộc Chăm. Con lại có sự đam mê. Bác cũng thấy là cũng khen ngợi cho con, mà bác cũng muốn làm sao là con cố gắng thêm một chút nữa. Dạ. Tiếng trống là Duy Năng và tiếng trống Paranưng nó sẽ vang dội là tất cả trong nước và cả nước ngoài, luôn cả khách du lịch chúng ta sẽ là ham nghe, mà ta ham đánh. Vậy con cảm ơn các cụ nhiều nha. Con hy vọng mình sẽ có một ngày đó con được quay lại đây. Bây giờ con tiếp tục hành trình của con. Con ghé thăm cô, con tham quan rồi con học được nghề của cô rồi. Cảm ơn cô nhiều. Chúc cô năm mới đang nhiều sức khỏe. Chúc cô gia đình được bình an cô nha. Chúc mày có mau thành nghề, làm ăn phát tài.
Dạ, cảm ơn cô nhiều, cảm ơn gia đình. Rồi. Quá lực lượng. Em đi nghe chị, cảm ơn chị nhiều. Hẹn gặp lại trên TV nhớ đón xem chương trình. Chào mấy em. Mấy em chúc chị thượng lộ bình an đi. Đừng có chụp ếch. Đừng có chụp ếch. Quẹo cái đấy. Cảm ơn mọi người nha, bye bye nha. Trải qua hai thử thách, giờ là lúc cả hai nghệ sĩ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho thử thách cuối cùng. Có nước chanh hay là nước chanh muối hay là đá chanh hay là gì không? Nước chai không thôi hả? Vậy cho em cho đậu nành đi. Đúng là nữ hoàng sắc đẹp, quyết tâm làm đẹp mọi lúc mọi nơi. Sau khi mà đã trải qua hai thử thách rồi, bây giờ còn một thử thách thứ ba, đó là một thử thách rất là quan trọng. Thử thách này là tìm nhà ở. Bạn hãy xin trọ qua đêm trong một ngôi nhà tại thôn Thái An, xã Hồng Thái. Trong trời mưa như thế này rất là lạnh. Bạn hãy xin ở trọ qua đêm trong một ngôi nhà tại xã Phan Điền, huyện Bắc Bình. Dạ. Ở tập trước, Hoàng Điệp đã được học và tìm hiểu về hai loại trống nổi tiếng của người Chăm, đó là trống Paranưng và trống Ghi Năng. Cô cũng đã xuất sắc đánh được cả hai loại trống với dàn nhạc. Còn giờ đây, Hoàng Điệp đang thực hiện thử thách cuối cùng của mình là xin ở trọ qua đêm tại nhà một người dân bất kỳ. Bạn hãy xin trọ qua đêm trong một ngôi nhà tại thôn Thái An, xã Hồng Thái. Thưa gì? Thưa cô, dạ. Dì ơi, con ở Sài Gòn á, con bị lỡ đường xuống đây. Dì có thể cho con ngủ lại nhờ đêm nay được không? Chắc không đúng được rồi, con nhà ở đằng dưới. Tại vì con ở Sài Gòn xuống á mà ở đây xa quá, chứ lại con không biết đường nữa mà không có khách sạn. Ở đây, con không biết này. Dưới này có nhà ta cho nhà mướn dưới đó, nhà ở dưới. Ở phía dưới đó. Nhưng mà tại vì con đi còn chỉ còn có 50.000 thôi. Không thành công rồi. Một ngày mưa tầm tã đối với cả hai cô gái. Diễn viên Cát Tường thể hiện sự khéo léo của mình khi ở tập trước cô đã hoàn thành một chiếc nồi đất trong thời gian quy định. Bạn hãy xin ở trọ qua đêm trong một ngôi nhà tại xã Phan Điền, huyện Bắc Bình. Nhưng dưới cơn mưa nặng hạt, để xem chiếc áo đỏ có đem đến may mắn cho Tường nữa không? Chị, con là diễn viên Cát Tường, con từ trong Sài Gòn ra. Con tham gia đang quay một cái chương trình gọi là Lữ Khách 24 tiếng, có nghĩa là con sẽ đi đến những cái nơi mà con chưa bao giờ đi. Để mà quay phim giống như là suốt một ngày con quay từ sáng đến giờ rồi. Con đến nhà mấy người làm gốm ở ngoài xã Túc ở ngoài kia. Rồi con học làm gốm, có nghĩa là trong một ngày con đi và con học để mà quay lên truyền hình phát cho cả nước thấy là đất nước của mình có những cái nơi như thế này, có những con người như thế này. Ăn nói lưu loát như thế này, chắc Cát Tường sẽ sớm tìm được nhà ở trọ thôi.
Bây giờ con đến đây con xin cô có thể tối nay cô cho con ngủ lại đây được không? Con ngủ lại nhà cô rồi con sinh hoạt sống ở nhà cô một đêm. Nhà cái này là nhà xã đó, là ông làm phó cho cục. Dạ. Con vô con xin xuống. Có vẻ con đường sinh lầy này đang cản trở Hoàng Điệp. Nhưng những nơi thôn quê thế này, đôi khi nghệ sĩ lại nhận được rất nhiều tình cảm từ người dân. Hoàng Điệp khá cẩn thận trong việc đi thăm dò. Sao coi phím gì vậy? Quay cái gì đó mày? Nhà chị ở đâu? Chị có cho em vô ở trọ được không? Em vào nhà chị nha. Em là ở bên này truyền hình và muốn đi đến nhà một người dân để sống chung với ta trong một đêm. Thì chị có thể cho em về mọi người ra chị quay được không? Được thôi, nếu thấy xe đứng đó mà ở một đêm có lý do gì mới ở lại một đêm chứ. Ở một đêm để quay cảnh em và mọi người trong gia đình sinh hoạt với nhau trong một tối. Và ngủ nhờ lại nhà chị một đêm và ngày mai, sáng mai tụi em đi về lại Sài Gòn. Cái này quay lên TV nhỉ? Dạ. Sự thuyết phục của cô dường như đã có tác dụng. Nhà mình chỉ làm ruộng thôi. Nếu mà ở lại đây chơi thì nghỉ ngơi đàng hoàng. Dạ, vâng ạ. Cảm ơn. Chúc mừng Hoàng Điệp đã trở thành lữ khách chính hiệu. Trong khi đó, Cát Tường vẫn đang kiên trì. Trời cũng đã bắt đầu tối. Con là diễn viên Cát Tường ở trong Sài Gòn ra. Dạ, con đang tham gia cái chương trình là lữ khách 24 tiếng để quay, nghĩa là hành trình của con là từ sáng đến giờ là 6 giờ sáng là con bay từ Sài Gòn ra sân bay Cam Ranh, rồi đi xe về Bắc Bình. Xong rồi con mới đến nhà của một nghệ nhân làm gốm mà bữa hôm có đi Nhật về. Và bây giờ cái chương trình buổi tối á, là nhiệm vụ của con là con phải xin tá túc được ngủ qua đêm ở nhà bất cứ một người nào đó ở trong cái huyện Phan Điền. Thì chú có thể cho con ngủ lại đây đêm để con sinh hoạt. Thì tất cả những sinh hoạt của con đều ghi hình và quay lên cho mấy mối phát sóng để cả nước cùng xem. Giống như là để cho mọi người thấy là quê hương của mình có những cái nơi như thế này và nghệ sĩ tụi con đến đây để gần gũi với người dân. Cái này tụi con chỉ đi thực tế xin nhà dân thôi, bất cứ dạ đi khám phá. Nhưng mà chú không cho con phải đi nhà khác nữa, xin tiền nào mà có chỗ con ngủ đi thôi, còn không được nữa thì con phải ví dụ vô chùa con ngủ chẳng hạn. Nhiệm vụ của cháu thì đương đi đây đi đó mà. Dạ. Nhưng mà về phía của chú cũng phải là tạo điều kiện thôi. Dạ. Tạo điều kiện để cho cháu để làm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dạ. Dạ. Được đưa ra để cho có dạ. Tài nó nghe nhìn rõ ràng hơn phải. Dạ, con cảm ơn chú. Chú ăn cơm chưa? Chừng nào chú mới ăn cơm? Chú ăn cơm cái gì? Con ăn nữa được không? Con nấu cơm cho chú ăn được không? Theo thím là nãy chắc là mua gì giúp cả. Ở đây gần đây có chợ không thím? Không có. Cái quán này bán. Bán ở đâu đâu cô? Bán quán này. À gần đây không cô? Mình đi bộ hay là phải đi xe Honda cô? Đi bộ. Vậy bây giờ con đi bộ ra con coi có cái gì mua con mua về con nấu cho cả nhà mình cùng ăn nha. Nha. Để con đi nha. Sự chân thành của Cát Tường đã có kết quả. Dường như trong đầu cô đã có kế hoạch cho mọi việc khi xin được nhà. Nấu cơm tối, một hành động rất dễ lấy lòng chủ nhà đây. Chúc mừng Cát Tường đã vượt qua thử thách cuối cùng. Đứng xuống đó. Còn cá gì nữa không chị? Có nhiêu đó hay đây thôi hả? Trời ơi, cá nục còn có một con à. Đây là bắt buộc rồi, không còn sự lựa chọn. Đi coi bao nhiêu tiền còn bớt nha, bán rẻ nha, còn như mua hết luôn nha. Còn con cá nục này không biết làm gì nữa. Anh ngon đâu chị? Dạ. Cho em 5 cái trứng đi. 5 cái trứng. Chị, 5 cái trứng bao nhiêu tiền? 12.500 cái kia 12.000, 12.000 thôi là 24 rồi. Xong rồi con. Đi con, đưa đây cô cầm cho. Đưa đây. Con mua cá với trứng là hết đồ ăn rồi. Dạ. Con không sao, tại vì con quen vậy rồi. Ngày xưa nhà con cũng nghèo dữ lắm. Ba nhà con người Huế. Ở đây là người, tức là người đất Lây. Dạ. Tức là người đất Lây với người Chăm mới cũng một tiếng đến đâu. Hồi sáng con đi ở chỗ ở trên kia thì là người Chăm. Dạ. Dạ. Vậy là mấy con cháu con cô là chưa có gia đình hả? Con chưa đứa nào có gia đình hả? Có hết. Có con chưa chú? Dạ, ồ vậy là có cháu ngoại rồi ha.
Cháu ngoại ba đứa luôn. Cháu ngoại ba đứa mà ở chung hết nhà mình luôn hay là? Ở ngoài. Bữa nay nói chung là nam hay là gọi là ngoại. Ở đây thì à nam là ngoại. Vậy là mấy đứa vậy là cháu nội. Con của con gái là cháu nội. Cháu nội thì ba đứa. À ba đứa cháu nội là con của ba người con gái. Có chồng có hai đứa, còn một đứa đi học. Dạ, là ba người con gái là hiện giờ ở nhà này. Còn ba người con trai là đi nhà khác ở rồi. Trong khi đó, chú Cảnh cũng vừa đi làm về. Cậu ba khá vui vẻ khi thấy nhóm thực hiện chương trình. Giờ là lúc chuẩn bị bữa cơm tối. Không phải đụng tay đụng chân như Cát Tường, Điệp đã kịp tắm với nước nóng. Chà, chúng ta cũng có thể cảm thấy mùi cá chiên thơm ngậy cùng nồi cơm trắng vừa chín tới. Lâu lắm rồi cũng được ăn cơm với gia đình. Con hy vọng có ngày được quay lại đây ăn cơm tiếp. Tại vì con ở trên Sài Gòn hả? Con ăn cơm có mình à? Dạ. Bao nhiêu tuổi bác? Này bác 46 tuổi à? Bằng tuổi mẹ con. Bác trai bao nhiêu tuổi bác? 50 à? 80 hả bác? 50 à? 50 à? Dạ. Hai bác lấy nhau lâu chưa bác? Rồi. Lấy năm à? 76. Khi cậu con trai đầu lòng vừa được 7 tháng tuổi, cô Bảy và chú Cảnh đã cùng nhau tới mảnh đất đồng không nước trắng này lập nghiệp. Những tưởng bao khó khăn vất vả của kiếp sống xa quê đã quật ngã gia đình cô, nhưng bằng chính nghị lực sống mãnh liệt, niềm khao khát được trông thấy các con trưởng thành đã tiếp thêm cho đôi vợ chồng những sức mạnh vô hình. Chặng đường phía trước chỉ có hạnh phúc và tiếng cười là điều cô Bảy luôn mong mỏi. Con á, con đi, con đang đi ở miền Trung á mẹ, con đang ăn cơm với lại cái gia đình của bác kia. Gia đình đông người không? À, có một em trai với một em gái. Rồi, chúc thành công nha, vui vẻ nha. Vâng, bye bye mẹ nha. Cát Tường lại đang thủ thỉ với... Con làm gì đó nuôi? Lên tắm. Mẹ đã đi được đến nhà được người ta rồi. Mẹ xin được người ta cho mẹ vô ngủ nhờ rồi. Giờ mẹ đang nấu cơm nè. Con là nghèo ở nhà giàu. Nhà nghèo. Con mở con nhà giàu đi. Ở đây làm gì đâu mà giàu con. Ở đây là ở dưới quê con. Ở đây là phải đi làm mới có cơm ăn chứ con. Giờ mẹ về đây thì mẹ phải nấu cơm, mẹ mới có cơm ăn chứ con. Con ăn cơm chưa? Để con lắp cho mẹ, gọi lại cho. Khi nào con đi ngủ thì con gọi mẹ ha. Ok, bye bye con. Nhẹ nhàng dạy con hiểu thêm cuộc sống những người vùng quê. Rồi nhìn thấy cô khéo léo trong chuyện đi chợ, chuẩn bị bữa ăn tối. Chúng ta có thể thấy Cát Tường với một hình ảnh rất khác. Một người phụ nữ dịu dàng, đảm đang trong gia đình. Em ơi, em mua giùm chị cái dầu rồi không? Dầu để chiên cá, chiên trứng đó thôi nha. Cảm ơn em nhiều. Té vô đây bây giờ. Con thích ăn trứng không con? Thích ăn trứng không? Hả? Ngồi ăn trứng ha. Hé. Gật đầu cái cho hên cái coi, gật đầu coi. Gật. Trời trời. Bo tài con. Không cần ai giúp đỡ trong việc chuẩn bị bữa tối. Tường muốn chứng tỏ bản lĩnh nội trợ chăng? Thật đáng ngưỡng mộ khi cô sử dụng chưa hết số tiền 50.000 chương trình cung cấp mà đã chuẩn bị được bữa ăn rất tươm tất. Cô mời mấy con cô với rể xuống cơm cô ơi. Để coi con nấu ăn có được không mà. Rồi cô đây ngồi nè, cô đây ngồi cho rộng cho em nó ngồi đó cho nó. Cô ở đây đi.
Rồi, để lấy trứng cho mẹ em ăn. Rồi, mời chú ăn cơm, mời cô ăn cơm. Rồi, mấy trứng cho mình để ăn. Không khí gia đình ấm áp thế này cũng thật là bỏ công một ngày làm nữ khách dưới trời mưa. Là báo của con chụp với bác, con tặng cho bác. Để em coi. Đây đây, con đấy. Đây này. Chú mày uống vài ly rồi được không? Thằng ấy không nhận được chứ. Con nhận được hết đấy. Giờ trong Hoàng Điệp đẹp hơn rất nhiều, dù không khoác lên mình những bộ áo lộng lẫy hay bước chân dưới những ánh đèn trình diễn lung linh. Đang ở đâu vậy chị? Đang mới ăn cơm xong, mới tắm xong, bây giờ chuẩn bị nhậu. Nhậu hả? Cần. Trời vui hả? Hồi nãy ăn cơm uống rượu đế rồi, bây giờ uống rượu cần. À, nhậu món gì chị? Hả? Nhậu món gì? Uống rượu không vậy thôi, không có món gì hết trơn á. Dạ. Em cũng ăn cơm xong, cũng uống rượu xong, uống rượu nho. Em lại đang làm gì? Ăn cơm xong rồi uống rượu nho. Ăn cơm cá chiên, ngon lắm. Sung sướng nha. Bên đây là uống rượu đế thôi, bây giờ uống rượu cần. Rượu cần Tây Nguyên. Đặc sản. Sao chị? Đặc sản. Đặc sản hả? Ừ, vậy thôi chị uống rượu đi, cái gì ngày mai, sáng mai thức dậy sớm. Nha chị nha. Ừ. Ok, bye chị. Nhậu xỉn đi rồi ngủ. Ok, bye chị. Rồi, bye bye cưng. Uống một lần vậy thôi là này bỏ hả? Ờ, thì hết rồi thôi. Vậy thì cái gạo này là chú nấu bao lâu mà đẹp? Thì thời gian là 15 ngày. Không thấy như là trấu phong trò thì trấu à, không? Có gạo, tức là nếp, tức là gạo mình á. Gạo mà còn nguyên cái ngọt. Có men mình chế ra. Cái mùi nó giống như mùi cơm rượu á. À, cơm rượu rồi, chứ mùi rượu đó. Cho con miếng đi cho nó vui. Oh, tường tỏ ra rất sành uống, nhưng hóa ra lại là biết rượu là con uống được không, chứ còn cơm rượu là con không biết ăn rồi. Thôi đó, giờ bây giờ phải biết uống nha. Dạ, chơi luôn, không biết uống thì giờ uống cho biết. Cũng không đến nỗi nào. Coi bộ phải có ai đó ngăn cô ấy lại. Vừa nói chuyện vui vẻ vừa uống, xịn lúc nào không hay đó Tường. Em lấy áo gì của ba chị coi coi nó ra làm sao em. Em đâu rồi, rồi chị mặc với cái gì, rồi cái quần rồi chị mặc cái gì. Con mặc quần không? Hả? Con mặc quần không? Hả? Con mặc quần ra sao? Đồng khố hả? Đồng khố là cái người Tây Nguyên kìa. Cái này quần bình thường thôi. Bình thường là sao? Là có mặc quần chứ, chứ nó mặc quần. Chú mặc vậy thôi hả? Ừ, vậy thôi. Thiệt không? Mình mặc áo, ví dụ tụi mình mặc áo trắng vậy đó. Tức là bây giờ mình ra sư mi. Con gái thì mặc cái đó rồi, mày lấy cái chằn đó, lấy chằn. Quấn ở dưới. Váy, thật là váy. Váy. Rồi mình mặc làm như vậy nè. Đó. Tại đó, khỏi mặc cái áo. Con mặc áo, con mặc quần áo, con mặc áo chưa? Con là chú, con mặc cô dài đó, con mặc cô giáo đó. Nãy chưa đâu, trùng hợp chứ gì trời. Chưa, rồi hay quá. Thật là sự trùng hợp ngẫu nhiên quá thú vị. Dạ, biết gọi giấc mơ về. Đâu mà trùng hợp gì, con vô đây là tại vì trước tiên có con gì trời. Cô giáo yêu hồn này, không quá yêu. Lâu lâu cái trùng hợp vậy đó chứ. Đâu hên gì trời, tự nhiên ra đây ngồi
trùng hợp dễ sợ chưa? Cô ơi, chưa hết giờ mà cô. Tính được đúng không? Dạ. Cơm bài lại rồi đem xuống phòng trên kiên đợt cho cô. Dạ. Dạ. Alo. Ở nhà này có nuôi tới 5 con chó lẫn con. Dễ mi. Chó có chó con, có chó bự nữa. Có con chó màu trắng nhỏ xíu, cái mẹ lấy cái đèn pin mẹ rọi vô mặt nó. Mẹ sủa gấu 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 cái nó chạy luôn. Nó quy. Nó quy ơi, mẹ nhớ con quá con hát cho mẹ nghe bài mẹ đi ngủ rồi. Rồi vô 2 3. 2 3. Mừng ngày sinh một đoá hoa, mừng ngày sinh một khúc ca, mừng ngày đã sinh cho cuộc đời một con hoa xinh rực rỡ. Giờ ngủ đi, mai đi học nghe chưa? Khoan mẹ. Khoan cái gì, nói lẹ đi. Mẹ có rọi đèn vô mà con bồn. Cái gì? Không. Đèn vô mặt con bò. Không, con bò bự của mẹ đâu dám rọi đâu, con chó nhỏ nhỏ mẹ mới dám rọi chứ. Mẹ rọi con chó, mẹ sủa nó chạy, mẹ gọi con bò cái nó ủi nó đụng mẹ luôn sao? Con bò nó. Nhưng mà nó có làm gì mẹ đâu, mẹ cứ chói đi. Trời ơi thôi, mẹ rọi vô mặt nó là nó chói cái nó chạy tới nó đá mẹ một cái luôn rồi sao? Nó mà đá mẹ được cái bữa sau con lên đó cũng đá cho nó lại. Con đâu biết được đâu mà con lên đây mà con đá nó. Xạo quá. Mẹ gì? Mẹ thương con không? Thương sao không thương? Thương con thương ai vậy? Thôi mày đi ngủ đi. Rồi, ok, bye bye con. Chúc con với ngoại ngủ ngon. Rồi đây thì cháu ngủ đây. Rồi, con cảm ơn chị nhiều. Chào cả nhà, con đi ngủ. Chúc cả nhà ngủ ngon. Sáng mai gặp lại. Khởi đầu một buổi sáng tươi đẹp, không biết Tường cùng chú chủ nhà đang đi đâu. Trời mày luôn, quá, mày chốt đi. Có vẻ như mấy chú bò đang làm Tường thích thú. Chắc cô sẽ ở không nghe lời không con gái mà rọi đèn pin vào mấy chú bò. Mày, chị hai miền Tây rồi mày. Điệp khởi đầu buổi sáng bằng việc cho heo ăn. Cô gái này có phải là nữ hoàng sắc đẹp Hoàng Điệp không nhỉ? Lấy cái gì quậy gì? Lấy tay với lấy cái gì? Lấy tay với lấy cái gì? Lấy tay hả? Đây này, bỏ ra mất. Đây là gì? Đây hả? Ủa chứ ngoài kia hả gì? Đúng rồi, đá cũng được. Mà chỗ nào cũng được, chỗ nào cũng được. Không hẹn mà gặp, cả hai nghệ sĩ của chúng ta đang làm quen với việc chăn bò. Tường tỏ ra thích thú với công việc mới. Còn Điệp lại khá vất vả khi lội nước trên con đường xanh lầy, hậu quả của trận mưa dầm hôm qua. Nhưng đi chăn bò mà ăn mặc thế kia chắc là chỉ có ở chương trình Lữ Khách 24 giờ. Dù sao một buổi sáng trong lành thế này chắc chắn là điều cả hai cô gái đều sẽ nhớ mãi. Mùi của cỏ non, mùi của những rặng cây ven đường và cả mùi đặc trưng từ những chú bò sẽ theo hai lữ khách về nơi thành thị nhộn nhịp. Gửi chú món quà đang tặng chú mà trong này là mà trong này chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, cái cà phê nhiều loại mà có luôn cả cái phin pha cà phê, nguyên một bộ của cái sản phẩm của cà phê. Cô ơi, hôm qua thì cháu ở đây là cháu rất vui vì gia đình đã luôn giúp đỡ cháu, và trước khi đi thì cháu có một món quà cháu đã may để tặng cho người đại diện của chủ nhà, thì hôm nay cháu tặng cho chú
và cháu nghĩ là cái bộ đồ vest này là chú sẽ mặc rất là đẹp và hợp. Chú cũng rất là cảm ơn cháu, nhưng mà cũng ý mục đích cũng là tức là không ngờ tức là cháu về đây với tính cách cũng là làm tức là để quay phim ha. Cháu tức là luôn luôn tức là mạnh khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Dạ. Cô cảm ơn, chúc cháu thành đạt nhiều nhá. Cảm ơn cô nhiều. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Cảm ơn chú nhiều nha chú. Cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn em nha, chị đi đây. Vâng ạ. Cô về nha con. Cô về nha, bye bye con nha. Bye bye. Con đi ra cô chú. Dạ con chúc cô sức khỏe, nhiều sức khỏe nha cô. Dạ ăn dưỡng bệnh cho hết, cho lành vết thương nha cô nha. Cảm ơn cô nhiều, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn chú. Bye bye con nha. Tạm biệt gia đình trở về với cuộc sống thường nhật, cả hai cô gái đã gửi lại nơi đây những tiếng cười, những cảm xúc chân thật nhất của người nghệ sĩ. Những tình cảm thân thiết mà hai gia đình đã dành cho Hoàng Điệp và Cát Tường sẽ là ký ức không bao giờ phai trong mỗi nghệ sĩ, mỗi thành viên trong gia đình và trong chính cả những người thực hiện chương trình này. Chuyến phiêu lưu mạo hiểm của mình 24 tiếng đồng hồ trên ở Bình Thuận, ở Bắc Bình Thuận này. Và tôi nghĩ rằng tất cả những người tham gia vào cái chương trình này đó là một cái cơ hội rất là hiếm có. Có thể là mình sẽ trải nghiệm được có những cảm xúc mà mình nghĩ trong có lẽ nhiều khi cả cuộc đời của mình cũng chưa từng có. Điệp khuyên, có một lời khuyên chân thành dành cho các bạn như trong những chương trình sau, đó là mình hãy chơi hết mình trong 24 giờ này. Bởi vì khi mà 24 giờ này đã đi qua rồi thì mình lại trở về với cuộc sống bình thường của mình. Và đây là cái thành tích mà Điệp đã đạt được trong 24 giờ qua, Điệp cảm thấy rất là vui mừng. Nhìn thấy rồi, ba cờ đấu với ba cờ cuốn với nhau, ta chiến thắng. Hoàng Điệp xin gửi lời cảm ơn đến gia đình tối hôm qua đã cưu mang Hoàng Điệp, đã cho Hoàng Điệp ngủ lại một đêm. Cô Út ở trong nhà thì rất là quý, bởi vì buổi tối thì Điệp ngủ chung với cô Út ấy và cô Út đã đắp chăn cho Hoàng Điệp và đập mũi, bởi vì ở trước cửa nhà là có một cái ao hồ nên rất là nhiều mũi. Sáng nay khi thức dậy, mình mở mắt ra thì mình nhìn thấy là cô mở mắt nhìn mình nhìn cô, thì những cảm xúc đó mình nghĩ sẽ không bao giờ quên được. Cảm ơn cô rất là nhiều. Riêng cái chai sữa rửa mặt thì Điệp biết là cô Út rất là quý cái chai sữa đó, nhưng mà đã đưa cho Điệp sử dụng và Điệp đã dùng chai sữa rửa mặt để mà tắm, thì Hoàng Điệp cảm thấy biết lỗi và sáng hôm nay thì Điệp đã để lại cái chai sữa rửa mặt của mình tặng lại cho cô bé chủ nhà. Còn có một cảm giác hết sức là gần gũi, hết sức là chân thật, không có một cái khoảng cách nào cả giữa một nghệ sĩ đối với những người dân bình thường, mà con cảm giác đó là một cái gia đình của mình ấm cúng, giống như là một đứa con ở xa ở đâu đó mới có cái dịp quay trở về nhà. Và Điệp hy vọng là một lần nữa Điệp sẽ được quay lại đến nơi này và vào để thăm cô chủ nhà. Con là Nguyễn Trí Cát Tường. Chú hãy nhớ, và con có gửi cho chú cái cặp cassette của con, chú hãy nhớ, và nếu mà chú có cơ hội mà đến thành phố Hồ Chí Minh, chú chỉ cần gọi điện cho con thì con cũng sẽ lập tức là chào đón chú giống như là gia đình chú đã đón nhận con vào tối ngày hôm qua vậy. Một lần nữa cảm ơn gia đình chú rất là nhiều.
chia tay hai cô gái dễ thương, Lữ Khách 24 giờ chào đón hai nghệ sĩ mới Kim Hiền và Mai Phương sẽ chính thức gia nhập vào ngôi nhà Lữ Khách trong chuyến trải nghiệm sắp tới. Các bạn đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo phát sóng vào lúc 16:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Không, ban đầu cũng sợ tái mồ hôi lên luôn. Trời tây xanh. Em trên đường dài đi. Dạ thôi, con cảm ơn bác nhiều.